Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu hươu nai tài lộc tranh thêu kín của hãng Mona Lisa các bạn nhé, Mona Lisa đấy ạ. Mã tranh là E67, kích thước là 100 x 55 cm. 100 này là chiều ngang của tranh, còn 55 là chiều cao của tranh các bạn nhé. Tính cả phần bo đấy ạ, phần viền ạ. Tranh rất là đẹp luôn các bạn này. E67 ạ. Đây là bảng hướng dẫn. Nó có hai mặt này. Một bằng chỉ, hai bằng chỉ, 3 bảng chỉ. Có tất cả là 3 bảng chỉ các bạn nhé. Là cái bức này là gồm có 50 màu. Thì cái tất cả cái bảng chỉ là người ta gài hết lên đây, người ta không có chỉ rời cái gói chỉ rời các bạn. Ví dụ đây ba cái ô này thì đều là 50 này, màu 50 này. Đây là 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. 41 thì nó có nhiều này các bạn này. Đây là màu 41 này. 2, 4, 6, 7 ô. 7 ô của màu 41. Cái màu 40 thì chỉ có 2 ô thôi. Còn màu 39 này. Màu 39 có nhiều ô này các bạn này. Có nhiều chỉ này. Màu 39 ngần này chỉ nhá. Cùng là 39 ạ. 39 này. Có bức thì người ta sẽ để một cái túi chỉ rời, nhưng mà có bức thì người ta sẽ gài ra như thế này. Cái phần này thì thường là một hết ạ. Trên này, cái bảng trên này cũng gần như là một hết, chỉ có mỗi cái màu 21 này là có 3 ô này, phải thêu nhiều hơn thôi. Còn đâu những cái này rất là ít, chủ yếu là cái màu 39 là nhiều và màu 41 là nhiều, 50 cũng nhiều, không nhiều bằng các màu kia. Bảng chỉ đây các bạn này. Chỉ rất là đẹp. Tranh này thêu chỉ 3 sợi các bạn nhé. Mình có video hướng dẫn thêu rồi. Sau các bạn bật vào xem nhé. Đây là mình mở toàn tranh cho các bạn xem này. Mình thêu kín hết cả tranh luôn nhé. Trên tranh có ký hiệu màu chỉ này. Đây là màu 29 này. Thì các bạn
Đấy, chỉ số 29 các bạn thêu vào này. Đây là 21 thì các bạn thêu 21 này. Đấy, cái màu này. Cái màu 39 đây các bạn này, là màu nhiều lắm. Cái màu 41 này cũng nhiều này, nó cùng một mảng này. Đây là màu 50 đấy ạ. Cái chỗ con hươu và dưới bông hoa này thì nhiều hơn một chút thôi. Đây ví dụ như chỗ này. Đây hươu, hoa này, hươu này. Chỗ đám này là đám hươu và hoa này. Cây ạ. Đây, phần trên này đấy ạ. Hình hoa sen cũng không nhiều màu. Màu 50, màu 29, màu 21. Và trong này một ít màu nữa. Đây là màu số 1 cho đến 50. Đây ạ, 50 này, là trên bảng chỉ. Ở đây có hai cái kim gài nha các bạn nhé. Đây, hai cái kim. Như cái màu 39 này các bạn này, thì mình nhìn ở trên này. Đây mình sẽ ra. Đây là màu 39 nhé. Thì mình thêu, mình lấy chỉ màu 39 mình thêu vào. Đây màu 39 là màu. Đây màu 39 là màu này đấy. Các cái màu vàng vàng này thì mình thêu màu 39. Đây 39 đấy. Các cái nhỏ này nó đều có số này. Đây là 45 này, 36, 29 này. Những cái này thì mỗi chỗ có một ít cái ký hiệu màu khác nhau này. Ở đây chấm xanh này. Chấm xanh thì các bạn nhìn đây là màu 27. Chấm xanh này là màu 27, thì các bạn lấy màu 27 các bạn thêu vào nhé. Xem màu 27 là màu gì ạ? Màu 27 là màu hồng hồng như thế này. Màu 04, màu 03. Đây là màu 12. Màu 12 xanh ấy. Mình xem màu 12 nhé. Đây. Đây là màu 12 này. Đây là màu 12 đấy. Mình xem màu 12 màu gì nhé. Màu 12 là màu đỏ. Có một chút màu thôi các bạn này, có hai sợi này. Đỏ này đỏ đô, đỏ đậm đậm hơn tí. Đây cũng đỏ nhưng tươi hơn một chút. Rất là dễ thêu các bạn nhé. Mẫu này không quá nhiều màu.
từng mảng to rất là nhiều, ví dụ bông hoa sen thế rất là dễ thêu luôn. Nhìn cái là mình thêu. Cái mảng bên này là cây thì nó hơi nhiều màu hơn một chút thôi. Các bạn nào muốn mua hàng thì có thể đặt qua Shopee của mình nhé. Tranh Đình Đá Hà Nội, viết liền chữ thường, Facebook của mình và Zalo của mình nhé. Bạn nào mà cần tư vấn hay hỏi vấn đề gì thì cứ nhắn cho mình nhé. Đây là kim ạ. Bên mình bán buôn nên là rất là nhiều mẫu. Mình đánh thẳng về nên là rất là nhiều mẫu. Các bạn có cần tư vấn hay hỏi mẫu nào thì các bạn cứ nhắn cho mình nhé. Mong rằng các bạn ủng hộ mình, đăng ký kênh, theo dõi để nhận những cái video mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.